cảnh thảm khổ nó sẽ xảy đến cực kỳ khốc liệt các bác. Từ đây về sau là việc xảy đến cực kỳ khốc liệt, chúng sanh cần trưởng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào thuyền từ đâu nhọc công vào biển mê. Ngày này là cực kỳ khốc liệt, là cái cảnh khổ. Bởi thầy nói là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Luồng thanh điển nhón qua như chớp chuyển căn tiền, nhắc lớp người xưa Phật tiên nghe dặn chuyện lọc má lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dày dòm lừng trời, lửa cháy liên miên tiêu điều sáng giặc điện viên, thần thông biến qua dưới miền trung ương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bà con cô bác gần xa kính mến, kính thưa cao độ của tổ thầy, kính thưa huynh Sang, hôm nay được chủ nhân viên hội ngộ huynh đây thì em cũng coi giáo lý của thầy, cũng có câu là khí thiên liên sông núi nhị màu hung lúc giống anh hùng giang bốn bể, mà em cũng không rõ cái nghĩa cho mấy, nhờ sư huynh diễn giải cho em Úc được biết. Nam mô Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật và cung kính đức thầy. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác chị em gần xa kính mến, thì hôm nay có đủ duyên lành chúng tôi đến đây để chia sẻ qua đạo lý Phật giáo Hòa Hảo, thì có đồng đạo đưa lên hai câu giảng của đức thầy: khí thiên liên sông núi nhiệm màu, ung lúc giống anh hùng giang bóng bể. Thì trước khi vô luận giải hai câu giảng này, cô bác đồng đạo cũng thông cảm chúng tôi có phần lời nói đầu nhận xét về phần giáo lý của thầy. Thì kính thưa toàn thể cô bác, đức thầy ra đời, ngài đánh lên một tiếng chuông cho nhân loại biết rằng là hạ nguyên đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi về gia can, hay là đời nguyên hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lê thứ bước vào đường tu, tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục ngao du tiên đài. Đường đời chẳng có bao dai nên viết một bài cho bá tánh coi, tuồng đời như pháo châm ngồi bá gia yên lặng mà coi khủng này. Cho nên cái cuộc đời nay bây giờ đức thầy ví như cái pháo mà châm ngồi quá. Có đoạn thầy nói là cuộc đời nay như ngựa buông cương, có dừng lại gió cưu lập bập, mặt nước biển lô nhô lặng hập, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Thì cho nên là cái cuộc đời nay con người bây giờ là đức thầy ví con ngựa không có cương, có dừng lại gió cưu lập bập, do những cái lòng ham muốn tham chiến tham ác của nhân loại bây giờ là đức thầy nói là khó mà dừng được, giống như con ngựa không có cương, bởi vậy mới có xảy ra cái cảnh khổ đó các bác, cảnh khổ. Thành thầy cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Vậy là cho nên là hồng trần cảnh khổ xiết bao, mà cô bác hiện giờ mình dòm thấy những cái khổ hiện giờ là cái những khổ gì? Khổ hiện giờ cái khổ lớn mà thầy đã lo, đáng cái việc đáng lo của chư Phật, của tổ thầy là cái khổ chiến tranh sắp tới đây. Và cái khổ chiến tranh sắp tới đây đức thầy ngài cho biết là mèo lui rồng tới bay dơ dẳng,
Thế giới chiến tranh nổ khắp cùng, hay là canh thành bước tới thiệt là rồng, nanh gút dễ dùng nổi long đong, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Đức thầy nói là bình tâm cắt bút tỏ lời, xét xem hai chữ dặn thời còn xa, liếc nhìn thế giới can qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường. Đức thầy giờ hiện giờ Đức thầy nói là hiện giờ thế giới đang động can qua. Can qua là động chiến tranh đó bác đồng đạo. Liếc nhìn thế giới can qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường. Cái này họ xô ra chiến trường để làm gì? Dốc lòng tranh bá đồ vương, đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân. Vì cho nên vì họ quyết tranh giành quyền lợi mà xé sâu nhau quá. Thầy nói là khắp thế giới binh lương cựu túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, cũng vì cái quyền lợi riêng tư mà xé sâu nhau, đeo câu danh lợi mà lấp đường nghĩa nhân. Cho nên là cô bác thấy giờ thế giới bây giờ họ đem bom họ quánh, họ bỏ những cái tên lửa họ bắn, rồi những cái bọn khủng bố họ giết người. Bây giờ là cô bác thấy lời của thầy nói đúng y gian thật. Cho nên hiện giờ họ lấp đường nghĩa nhân, con đường nghĩa nhân của Phật Thánh rạch ra là sống ở thế gian con người phải có nhân và có nghĩa. Nhân là thương người và mến vật, mà các bác thấy hiện giờ họ muốn đem bom họ đánh cho họ bỏ chỗ này, họ đánh chỗ kia, họ muốn giết người giờ nào giết. Cho nên là đeo câu danh lợi mà lấp đường nghĩa nhân, cái đạo lý nghĩa nhân không còn trong tâm của họ nữa. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường. Tại sao thầy lo? Tại vì á là Đức Phật lúc nào cũng có tứ vô lượng tâm của bác. Từ nghĩa là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tâm từ của chư Phật là thường ban vui chúng sanh, tâm bi của chư Phật là thường cứu khổ chúng sanh. Cho nên là tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Cho nên cái lòng từ bi của Phật thương lo chúng sanh giống như là mẹ thương con vậy đó. Đức thầy nói thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời. Đó là chủ trương của Phật của thầy. Thương lo chúng sanh như là cha mẹ lo cho con vậy. Nói đến đây, nếu người nào có làm bổn phận, người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, thì cô bác có tình thương con cháu như thế nào? Thì lòng của Phật, của thầy, tình thương nó giống như vậy, là có thể là hơn cái tình thương của mình ở thế gian thương con cháu nữa. Cho nên vì lòng từ bi của Phật là thấy chúng sanh lâm vào cái cảnh khổ, nhất là cái cảnh khổ chiến tranh này, cho nên là Phật không thể ngồi yên được. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Thiên cơ là cái cảnh thiên cơ thế giới, hiện giờ là cái máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai, mà thiên cơ biến chuyển lần này là cái khổ như lớn nhất là cái chiến tranh nghe quá. Thiên cơ thế giới đà biến đổi, từ rày từ trần hạ lợi danh trôi, tu hành giả dối phiên khá đổi, cúng kiến trai đàn cũng nên thôi. Hay là thiên cơ biến đổi càng qua, gặm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyện cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Vậy cho nên là Đức Thầy là một vị Phật thấy được là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, mà cái máy thiên cơ biến đổi lần này là cái thiên cơ biến đổi cái cảnh chiến tranh cái quá đồng đạo. Thiên cơ biến đổi can qua là giặc giả binh đao,
mà họ can qua khói lửa lần này đó là gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Đây là Đức Thầy nói, chúng tôi nhắc lại, hiện giờ các bác thấy thế gian này là con số người 10 phần, mà sau này là Đức Thầy nói là 10 còn có đôi ba phần đó bác. Khách Thầy nói dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian, chưa đặng ba phần kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Cho nên cái cảnh thiên cơ biến đổi can qua lần này là cái cảnh chết là còn có đôi ba phần. Phật đã biết trước, đã tiên tri cho nhân loại biết để chi, đặng mà lo liệu trở lại cái con đường tu để thoát nạn. Ta mới yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu. Những người nào nghe lời của Thầy nói, Thầy cho biết là hãy ráng nghe lời ta mách trước. Thầy là mách trước hết trơn đó quý vị đồng đạo. Ngặt con cái mình không tìm hiểu, mình không tin thôi. Thầy nói là những việc lạ kỳ nay có hai chưa, chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo đã biết thừa tới đâu. Những người nào mà có duyên sâu với của Phật của Thầy rồi là đã biết thừa hết trơn đó các bác đồng đạo. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Cho nên người khôn, người có duyên lành rồi là nghe là sợ, là biết là trở lại con đường tu của bác. Tại vì là ta mới nêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng thiết tha lo liệu, là những người có duyên với Phật với Thầy đó. Thầy nói là đờn ta vốn thiệt không dây vô duyên, có biết lời Thầy nói xa. Đây là Thầy nói những người nào vô duyên không biết lời Thầy nói xa. Chẳng những vậy mà họ còn nhiều khi chơi bai chỉ trích nữa đó. Còn những người nào mà nghe những cái clip đạo, những cái giảng cởi của Phật của Thầy mà các bác mình tìm hiểu chú tâm tới để mà lo tu sửa, thì mừng cho quý cô bác đã có duyên với đạo. Tại Thầy nói là đờn ta giống thì không dây vô duyên, có biết lời Thầy có nói xa. Cho những người không có duyên, người ta không có nghe đâu quý cô bác đồng đạo. Ta nghe mấy chỗ này người ta không có chịu thích nghe đâu. Nhưng mà quý cô bác đồng đạo mà nghe thích ưa đã tìm hiểu thì mừng cho cô bác đã có duyên với Phật với Thầy. Mà có duyên với Phật với Thầy thì từ đây về sau là mình sẽ đi vào cảnh giới lành. Tại vì sau này tới thời kỳ rồi, Đức Thầy nói đó, sau này tới thời kỳ rồi con Phật Phật dắt, con ma ma bắt, con quỷ quỷ diều. Mà cô bác mình nghe những cái clip đạo, những kênh đạo, những cái lời sấm truyền của Phật của Thầy, các bác mình tìm hiểu tin ưa tu, thì đây là bác mình đã hướng về cái con đường Phật, là theo Phật rồi. Thì con Phật thì sau này Phật sẽ dắt, Phật sẽ cứu. Theo ta đến chốn tiên bang, đặng coi các nước khỏi hàng năm non. Như vậy là mình ai là có duyên lành với Phật với Thầy thì mau trở lại cái con đường tu, có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Thì bây giờ là hồng trần quá nhiều cảnh khổ, nhất là cái cảnh khổ chiến tranh sắp tới đây là khủng khiếp lắm. Các bác mình ráng lo trở lại cái con đường niệm Phật mới kịp thời kỳ với các bác. Tại vì pháp môn Nam Mô Đạo Phật Thầy dạy, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Nam Mô A Di Đà Phật này là dễ tu, dễ hành, dễ đắc. Tại vì hoàn cảnh của người cư sĩ tại gia ai ai cũng có công việc hết trơn á, đồng đạo cuối đời. Kẻ mua tảo bán tầng, người gì đầy việc nọ, tóm lại cũng do sắc thân mà ra. Cho nên Thầy đã biết căn cơ trình độ thời kỳ này là ai cũng là người cư sĩ tại gia, ai cũng có công việc làm hết. Cho nên pháp môn niệm Phật là dễ hành, dễ vô cùng là dễ luôn. Bất cứ làm hoàn cảnh gì, bằng cái công việc gì, bây giờ mình cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi Thầy nói 6 chữ, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không để gì thời khắc. Nam Mô 6 chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay 6 chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Trì tâm thì quá ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Cho nên cái cảnh máu đào chiến tranh kỳ này đó là nếu mà không ráng lo niệm Phật nghe lời, đây là Thầy hướng dẫn đó các bác đạo. Thầy hướng dẫn mình đó, muốn tránh cái khỏi máu đào chiến tranh lần này là phải ráng niệm Phật. Để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xỉm sớm trưa chẳng màng.
gẫm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian quá nhiều, cho cái người lương thiện quá ít. Vì vậy cho nên là đời quân hạ nhiều người hung dữ nên mới xảy ra lắm sự tai ương. Cho nên muốn thoát cái nạn khổ chiến tranh quan qua tới đây thì lời của thầy hướng dẫn chúng tôi vừa đọc trên, ngày này là phải dập tim đem để nó vào ngày này, cái tâm chúng ta giờ nào cũng nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dầu đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy nói mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sao đó việc tả tơi, hay là đợi đến việc thảm thời thời thảm mắt phàm trần tường làm bi ai cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng sức miệt mài giải phiên thơ giới phủ thần tiên, nghe dáng nghe bút bởi cơ trời đà thúc bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Vì vậy là đức thầy nói là thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đo phần, mà cái phần còn lại đây là phần tu nghe các bác. Tại vì là thầy cho biết là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Cho nên là còn đo ba phần, là ba đo phần này là ba đo phần người tu mới còn. Còn những người nào mà không tu mà hằng ngày còn lo tạo những việc mê nhiễm, những việc tội ác, thì người này là thầy nói là kẻ gian ác là đến sau tiêu diệt. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết lùa treo theo mây. Còn một nạn cột kèo xa dách, người không tu là sạch bách chẳng còn. Đây là ông ba nói đó, không tu là sạch bách rồi phải không? Như vậy là gẫm trong thế giới còn đo ba phần, mà ba đo phần này là ba đo phần gì? Đo phần có tu không? Tại vì chữ tu chứ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy giải phiên, còn không tu là sao? Sạch bách phải không? Đó là lời của ông ba nói, mình nhắc lại thôi, người không tu là sạch bách chẳng còn. Còn đo phần này là còn đo phần người tu. Vậy là hôm nay tu là gì? Thầy nói chữ tu chứ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy giải phiên. Khi đã coi giảng thì hãy tự xét mình sửa sang, những thói hư thật xấu mình lầm lỗi thì dứt bỏ, và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta cho nên uống rượu cờ bạc ác phiện, chơi bời hay đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta cho nên lừa biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn lo tu hiền chân chắc, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn thái quá, mà lợi dụng tiền tài đành quên nhân nghĩa đạo lý, đừng ích kỷ su phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Thì mình khi xưa chúng ta chưa tu thì chúng ta còn vi phạm khẩu nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là do gì? Là khi chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta còn sát sanh tạo tặc tà dâm. Còn khẩu nghiệp là phạm những gì? Khẩu nghiệp là lưỡng thiệt, ý ngôn ác khẩu giọng ngữ. Ý nghiệp là gì? Ý nghiệp là tham lam sân nộ mê si, 10 điều ác này mà làm cho chúng ta phải luân hồi lên xuống xuống vô lượng kiếp tới giờ, không thoát khỏi dòng sanh tử. Thì hôm nay là khi chúng ta giác ngộ phát tâm tu thì trước nhất là phải sửa về phần thân nghiệp và khẩu nghiệp, và thân chúng ta không còn sát sanh, không còn đạo tặc. Mà cô bác mình thấy hiện giờ là cái sát sanh, cái nghiệp sát còn nhiều quá. Đức Phật ngài cho biết hiện giờ cái chiến tranh thăng qua căn qua thế giới này là Đức Phật nói là một phần lớn của sự sát sanh. Tại vì là thầy nói thay, Đức Phật nói là thay lền trong canh ngọt, quán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt gây thành lửa chiến tranh. Cho nên thành lửa chiến tranh này là do cái nghiệp sát, đa phần là nghiệp sát nhiều. Cho nên trong cái bài sứ mạng, Đức Thầy có nhấn mạnh một đoạn là
Ta đây tuy không khởi đem phép quệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, vậy cho nên mình còn gây nghiệp sát quá nhiều, cho nên tới cái ngày trả quả rồi thì nói là đến ngày trả quả ầm ì biết bao, Phật không thể nào cứu được. Muốn muốn thoát cái nạn, muốn không muốn được thầy cứu thì kỳ này phải nghe lời thầy, phải ráng lo tu. Thầy cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm nè bữa, dặm cửu quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Đức thầy nói kỳ này là ca thiên cơ biến đổi can qua gẫm trong thế giới còn đo bao phần, mà cái đoạn này là đức thầy tiên tri là cuộc tam thế chiến ngay của bác đồng đạo. Đến chừng đó thầy nói năm 1939, đến chừng đó không biết chừng nào ha, bốn phương mà hôm nay của bác mình dòm là nó có khởi ở Trung Đông rồi đó, mà thầy nói đến chừng đó, mà thầy nói năm 1939 nha, bốn phương đều có giặc mà khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi có lửa. Cho nên ma ha là trở lại cái con đường đại đạo, ma ha là rộng lớn, ma ha là đại đạo, ai biết đường hãy sớm tổ đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi, chỉ mau trở lại cái con đường là quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Cho nên là cái không mau trở lại con đường quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn, tại vì từ nào giờ mình sống trong cõi ta bà này nhiều nghiệp tội, nhiều cái gây nên nhiều việc mê nhiễm, nhiều tội ác, mà cái thời kỳ này là cái thời kỳ của buổi cùng cuối của buổi hạ nguyên này, tại vì từ nào giờ là mình vi phạm 10 điều ác, những cái nghiệp sát rồi giờ mình sát những cái quan hồn con này con kia quá nhiều đời nhiều kiếp. Lão tử ngày là xưa cổ đức ngài cho biết đó, cái bao tử mình giống như cái nghĩa địa giết và hại sanh vật nhiều ngày thành tháng, nhiều tháng thành năm, nhiều năm thành đời, từ vô lượng kiếp tới giờ là bao tử mình giống giống cái nghĩa địa chứa biết bao nhiêu cái xác, biết bao nhiêu quan hồn họ phải chịu kết quan, họ đau khổ, họ than khóc, họ oán hận thấu trời xanh. Vì cho nên hôm nay là tới thời kỳ là cái ngày trả quả này, cho nên mấy những cái quan hồn đó biết đâu nó đã đào thai lên hết trơn trong cái buổi hạ quân này, đào thai lên hết đó. Vậy cho nên là những cái xác giết chiến tranh can qua giặc giả đây là những cái quan hồn xác giết lẫn nhau ăn quán đó quý vị. Vậy cho nên cái buổi hạ quân này là cái buổi hạ quân thanh toán ăn quán với nhau hết để là lập đời thương cổ. Lên đời thương cổ không còn ai nợ ai, không còn ăn quán thù hận gì mà lên thượng cổ nha. Cái đời thượng cổ là đời thánh đức, người này là đời người thánh thiện lương thiện mới lên được đời đó. Cho nên không có những cái quan gia món nợ nào mà qua đời thượng cổ mà đòi được hết. Vì cho nên cái buổi hạ quân này là mới gọi đức thầy nói là ông nhồi quả cho người hành đạo đó. Cho nên bao nhiêu nghiệp quan gia quan hồn nó đã đào thai lên hết rồi. Cho nên các bác thấy hiện giờ nhiều khi cái cảnh giết người cướp của thế gian này hiện giờ hết sức là phức tạp. Đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương, cho nên mới có cái sự chiến tranh giặc giả này để mà thanh toán ăn quán với nhau. Nếu ai muốn thoát cái nạn này thì phải ráng kỳ này phải trở lại cái con đường tu để chuyển nghiệp, dừng nghiệp lại, không còn gây nghiệp mà dừng lại mà tạo những việc lành thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng thụ thái bình. Cho nên là bởi thời này pháp môn mới mạc, thánh đạo chân du người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phái rối. Và lúc này là cái lúc đang trả quả với nhau là cái cuộc
chiến tranh bùng nổ để mà thanh toán ăn oán nợ nần với nhau. Cho nên là lần này là cái cuộc chiến lần này là tam thế chiến, hoặc là cái tam thế chiến lần này là dữ dội. Đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến đã qua rồi, còn đệ tam thế chiến nữa là để thanh toán, để lập đời lại các bác. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Cho nên là từ đây về sau những cái cảnh thảm khổ nó sẽ xảy đến cực kỳ khốc liệt các bác. Từ đây về sau là việc xảy đến cực kỳ khốc liệt. Chúng sanh cần chưởng phước cho cao. Con ơi, nếu chẳng ba đào thuyền từ đâu nhọc công vào biển mê. Thì này là cực kỳ khốc liệt, là cái cảnh khổ. Bởi thầy nói là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện, chỉ tồn cảnh sông máu núi xương tha thiết. Cho nên kỳ này Phật dạy chúng ta phải ráng quán lo tu, và chúng sanh cần chưởng phước cho cao. Chưởng phước bằng cách nào? Thì bây giờ Đức Thầy nói là điều cần nhất là làm hết các việc từ thiện, đó là chưởng phước. Làm việc thiện chưởng phước nha quý cô bác đồng đạo. Làm việc thiện mình là đó là mình tích đức, là thầy tích đức tích phước. Mình làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Đây là lời của Đức Tôn Sư chỉ dạy. Muốn thoát những cái nạn khổ này, cái kỳ này phải trở lại cái con đường lo tu thân và hành thiện mới thoát khỏi. Cho nên là thầy nói là càng qua dân chúng mẹ chớ buồn lo, tích đức cha ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đó ấm cùng no. Vậy cho nên kỳ cái cuộc biến chuyển kỳ ba này là rất là khủng khiếp với các bác. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, nhất chứ không như thường sự bấy lâu. Cuộc chuyển xây khắp cả địa cầu trong nháy mắt Á Âu gian dậy. Cho nên Á Âu bây giờ cô bác mình coi coi im đi ha, coi chừng trong nháy mắt nó gian dậy lên đó. Chừng lập hội lửa đâu cũng cháy, người năm châu cả thải kinh hoàng, tai nghe đầy những tiếng khóc than, thay người chết làng khang như củi. Mà thầy nói là cảnh sông máu núi xương, thay chết cái bằng là phơi thay các bác, phơi thay mà chẳng núng nao, tranh cùng với đọt chừng nào mới thôi. Hạ nguyên lao khổ lắm ôi, tu sao mới khỏi qua đồi trong gai. Rốt cuộc thầy cũng kêu chúng ta tu tu mới qua mấy cảnh này các bác đồng đạo. Vì vậy là bởi vậy cho nên những cái can qua nãy giờ mình nhắc ra là cái cảnh phơi thay đúng không, nhưng mà thầy nói mình khỏi lo. Những người nào có duyên lành với Phật với thầy thì khỏi lo, mà khỏi lo phải làm gì mới được nghe. Thầy nói can qua dân chúng chớ buồn lo, nhưng mà không buồn lo mình phải làm gì? Phải tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tích đức là bây giờ là các bác mình là khuyên người có của tiền dư hãy mau làm phước dành tư, làm gì sau nay nhiều việc ly kỳ kể sao cho xiết vậy thì văn ôi. Cho nên sau nay nhiều việc ly kỳ lắm nghe. Thầy nói đời này dành vật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Các bác thấy cái việc ly kỳ, cái trận dịch rồi đó ở bên Vũ Hán là có bà đó có tiền tiền bả nhà lầu đó, bả trên bả thả trôi sông xuống. Tại lúc đó là cái bệnh dịch là cái đợt đó đó, là cái chỉ thị 16 đó là cấm không cho ai ra đường hết trơn, mà có tiền trong nhà mênh mông mà bệnh không đi, không có mua ăn được, không mua đồ ăn được, mà cũng không xài được nữa, bả trên lầu bả thả tiền xuống đó. Bà thấy trả thật cái việc ly kỳ chưa, cái việc bệnh bệnh dịch là rồi ly kỳ chứ đâu nữa. Vậy là thầy nói là quá hay phải không cô bác? Đời này dành vật làm chi, đó vật ly kỳ cũng thả cho xong. Trước mắt là cái bà đó trên lầu bà thả tiền xuống đó, tại không có xài được, chỉ thị 16 không đi ra đường được, không tới không ai tới nhà ai được, đâu cấm đó hết. Cho nên tiền có làm gì thôi bỏ thả xuống, ai xài thì xài ai lấy. Cho nên là thả cho xong rồi bác mà thấy cơn sóng thần ở bên Nhật Bản nhiều cái nạn động đất này kia đó, là ba của cải tiền của bác thấy xe hơi nó trôi giống như xe mũ. Bởi vì Đức Thầy nói quá hay các bác, giàu sang như nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn,
nó tu 1 giờ. Cho nên hôm nay muốn đích đức nghe lời thầy để sống được coi, để coi đời đó, thì cô bác cùng chúng tôi lần này phải ráng gắng, là thầy nói là khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi. Cái chỗ này thầy nói nó hơi có ẩn ý ha, sau này đứng mà cũng không yên, mà ngồi cũng không yên nữa. Cho nên chỗ này là chỗ khó chịu lắm á, đứng cũng không được mà ngồi không được, là cái cảnh này là cảnh khổ đó. Cái này thầy nói cái ý, để sao khó đứng mà khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi, ai mà ngỡ ngược xuôi bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là, rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Các bác mình thấy hiện giờ ở bên Onana với thành phố Kara đó, là họ phải vướng vào cái hoàn cảnh đó không? Tuy là họ có của, có người tiền của là biết bao nhiêu tỷ đó, mà khi mà bị chiến tranh bơm họ bỏ, họ quánh rồi một cái là những cái vùng đó bây giờ là họ đứng ngồi không yên đó. Bây giờ việc đây thì về sau thầy nói như thế nào thì việc chưa tới mình chưa biết, chứ hiện giờ ở bên nuôi Onana với ở giải Gaza hiện giờ là họ khó đứng không ngồi đó. Lúc này là họ ăn ngủ không có yên, tại chiến tranh giặc giả đánh ầm 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 ầm, làm sao ăn ngủ yên được. Khi mà con người là đất nước thái bình rồi, con người ăn ngủ mới yên. Còn khi mà cái đất nước có chiến tranh rồi, mình sao ăn ngủ yên? Thì hiện giờ cái nạn khổ của bên Ukraine, thời gian là Nga Ukraine đánh, thời gian là cái dân ở bên các cái bên bển là những cái thành phố họ khổ biết như nó, họ ăn ngủ không yên. Rồi trải qua thời gian gần đây là ở bên giải Gaza hiện giờ là họ khổ hết chứ khổ. Mà Đức Thầy Ngài cho biết là cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát xóm giền khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước. Thấy không, các bác thấy có không? Sẽ có đó. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, là Đức Thầy nói đó, là Thầy là Phật xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật lão, vậy thì xuống đây. Ông Phật ông nói không đâu, bây giờ ông gạt ai? Thấy không? Hay là lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh? Ông Phật ông gì tình thương, muốn cứu cho chúng sanh thoát khổ, ông nói lên để cho nhân loại tỉnh giác, để trở lại con đường tu là ông cứu. Tại vì Đức Phật tuyên bố mà, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho nên là Đức Phật cho biết là nếu tu là Phật sẽ cứu ra khỏi khói lửa này. Chứ Đức Phật, Phật ông nói, ông đâu gạt chúng sanh, đâu kết lại gì. Về vậy cho nên là cái cảnh này là việc sẽ đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo phiên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kính. Rồi đây các bác mình ráng gắng trở lại có con đường lành. Những cái cảnh thảm khổ này là thầy cho biết là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao vẫn còn chiều mến chẳng mê. Mắt nhìn ngoài quắc thảm thơi, nam ban cảnh khổ cũng kề bên tai. Cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hồi này ráng lập thân danh. Kìa kìa các bậc công khanh, biểu son tạc đời đành rành chẳng sai. Vậy giáo quán lo tu với bác Đức Thầy giới thiệu là đất với nước hậu lai dinh diệu, đạo lo tròn hiểu điệu thấm thân. Thì đất với nước hậu lai dinh diệu là đất nước Việt Nam chúng ta sau này, hậu cái chữ đất với nước là đất nước Việt Nam, hậu lai là sau này, dinh diệu là hãnh diện cả năm châu luôn. Tại vì hôm qua cho biết là sau nước Nam ít kẻ dụng về, thông minh trí tuệ nhiều bờ giỏi hai, không có cánh đi đặng trên mây, phép tài văn võ giỏi hơn nước nào, giỏi hơn nước nào. Hữu quân sư thượng trí anh hào, dạy 18 nước chỗ nào văn khơ, 18 nước tài phép chơ chơ, Phật sai trả quả ngẩn ngơ chư hầu, 18 nước lai giáng hàng đầu, hàng năm cống lễ ứng hầu hớn ban. Phật thâu hết các ngữ đa đoan, chỉ còn nhất tự nam bang nước mình,
người khác người ăn nói một tình, thượng thiên giáng thế nước mình tài ba. Cho nên thầy giới thiệu là đất Việt Nam chúng ta sau này vinh diệu các bác đồng đạo. Đất với nước hậu lai vinh diệu, lão đạo lo tròn yếu điệu tấm thân, một câu quân lý tứ ăn, ta đừng phai lợt phong thần bản ghi. Cho nên đất nước Việt Nam vinh diệu để thì mới đúng như hai cái câu hai của đồng đạo hỏi đó, là khí thiên liêng, sông núi nhiệm màu, không vinh diệu được. Đất nước Việt Nam chúng ta là ở trên là có Thất Sơn, là tượng trưng cho dương. Ở dưới là có Cửu Long Giang, tượng trưng cho sông Chín Rồng. Cho nên ở trên là có Thất Sơn, là tượng cho dương. Ở dưới là có sông Chín Rồng, là tượng cho âm. Cho nên là âm dương tương giao, địa linh sanh nhân kiệt. Cho nên là ung đúc giống anh hùng giang bốn bể. Đất nước Việt Nam sau này là hãnh diện cả năm châu. Sao nước Nam như thở cái lầu, ngày nào ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Cho nên là đất với nước hậu lai di diệu, mà muốn được hưởng cái vinh diệu này thì cô bác nào có duyên phải ráng quán lo tu các bác. Rồi mình nãy giờ mình nói đất nước Việt Nam sau này vinh diệu rồi, tất cả các nước ngoài người ta rồi có được hưởng không? Cô bác ráng có lo tu đi, sau này Phật tiên thánh sẽ vận chuyển mình về vô dữ hội hết. Nếu mà giàu của bác mình ở nước Mỹ, nước ngoài, nước Úc, nước Nga, nước Pháp, nước Trung Quốc, ở đâu mà nếu có tu đúng đủ duyên lành, đủ điểm đủ chuẩn rồi, sau đến ngày đại hội Long Hoa này Phật sẽ đưa về hết để dự hội của bác. Giàu cho mình có tu ở nơi nào, trong hang trong hốc nơi nào, Phật cũng tìm tới để cứu mình hết. Còn mình mà không có tu, giàu cho mình ở gần thầy kế bên không tu, sau này cũng về bị khổ nữa các bác. Tại thầy nó không tu, chừng khổ hơn gần sát bên thầy không tu cũng khổ nữa. Mà cô bác mình có tu rồi, đúng như đúng điểm đúng chuẩn lời thầy dạy rồi, thầy nói giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày gặp ta, tới ngày thầy về rồi là ở đâu giờ Phật cũng dẫn chuyển mình về hết cô bác. Đức thầy nói sau này đó, đức thầy nói là luồn thanh điện nhón qua như e chớp, chuyển căn tiền nhặt lớp người xưa. Phật tiên nghe dặn chuyển lọc má lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dày dòm lần trời, lửa cháy liên miên tiêu điều sáng giặc điện viên, thần thông biến qua dưới miền trung ương. Như vậy là nãy giờ mình nói là đất cái nước hậu lai diệu, đất nước Việt Nam sau này vinh diệu là coi cõi trung ương, nhằm đất nước Việt Nam sau sẽ có Phật tiên tại thế, như là sau này là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùa tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà, Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp, nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời, dưới cùng trên nảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt dựng nơi chiều ca, gầy dựng tôi hiền, tới ngày đó là hiền lành chừng đó xâm dày. Dầu cho các bác mình ở ngoài nước Úc, nước Mỹ, ở Trung Quốc, ở đâu, nếu mà các bác có tu rồi, Phật tiên hay dẫn chuyển, lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Thứ nhất là trở về dùng vốn khẽ là dự hội Long Hoa. Rồi thứ hai nữa là đưa về cõi tiên, về cõi thánh, về cõi Phật. Nền đạo đức sắc thinh chớ mến, có thuyền từ đưa đến non tiên, cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi cõi Phật xa miền trần ai. Nhưng mà kẻ ác đức hậu lai khổ thảm, chỗ này là quan trọng quá. Kẻ ác đức, những người nào hiền đức thì được đưa về các cõi chẳng hao, đưa về với hội Long Hoa, đưa về cõi tiên, đưa về cõi Phật, mà ngặt con cái kẻ ác đức thì hậu lai là sau này khổ thảm, mắt phàm trần tường lãm hồ binh, những lời dạy bảo đinh ninh gắn ghi chạm dạ long đình được xem, mùi đạo diệu gỗ nem khó sánh, chốn trà đình xa lánh giảng lai. Tu hành nào lượng mặn chai, miễn tâm thanh tịnh gặp ngài an cư. Như vậy là
cô bác nào ở phương xa, ở nước ngoài đừng có lo sợ, nếu dán quán lo tu đi, tới ngày ngày dự hội rồi là lúc đó là Đức Phật dùng cái phép là đưa về hết trơn. Cái phép bằng gì? Thiền bát nhã. Chúng tôi nói chỗ này nữa mình kết thúc cái đời. Sau này Đức Thầy nói sau này đến ngày lập hội đó là có cái cảnh nước dưng cái quát. Tại vì Đức Thầy nói là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm tay khoe khoang. Cho nên là có một chuyện bên thầy, Đức Thầy thuyết pháp ở tại châu đốc, có người đồng đạo hỏi thầy, dạ thưa thầy, hội Long Hoa thì thầy chọn những người hiền, sao bây giờ con thấy hung và hiền còn lộn xộn quá, làm sao mà lựa? Đức Thầy nói sau này cái quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tọa biển mênh mông. Đức Thầy nói hồi và đồng đạo mới hỏi tiếp, như thầy nói sau này là cảnh hồng trần, cái quả đất này thành biển hết rồi, hung và hiền chết hết sao thầy? Đức Thầy nói mấy ông ráng lo tu đi, sau này sẽ có dân thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm lon, dước người tu niệm xơi sang thủy tình. Ai mà ta dạ chẳng dình, những người nào không nghe là thầy đó, thì đừng ngày sau đừng trách mất tình yêu đương, đừng nói tại sao mà Phật ông Bồ Tát không cứu người này mà tôi đây, mà cứu ông kia mà tôi ngồi kế bên đây mà không cứu, đừng có trách. Thầy nói là nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Không chỉ bảo từ khi Phật thầy Tây An chuyển kiếp tới giờ là 5 lần chuyển kiếp rồi mà sao sẽ không chỉ bảo, mà thầy nói là nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát khăn kiếp chốt này đây, từ khi Phật thầy Tây An chuyển 5 lần chuyển kiếp dạy biết bao nhiêu dạy, hết chức dạy chứ sao không chỉ bảo được. Cho nên là Phật pháp Hoằng Dương khai ngũ hợi thượng quân tái lập kiến thanh bình, từ khi Phật thầy Tây An chuyển tới Đức Quỳnh giáo chủ này là 5 lần chuyển kiếp, thì lần này Đức thầy nói là nào quản sát khăn kiếp chốt này đây, lần này Đức thầy chuyển kiếp lần này là ngài cho biết là không còn chuyển kiếp nữa nghe của cô bác đồng đạo, chỗ này chỗ quan trọng nha, không còn chuyển kiếp nữa là hội Long Hoa sắp mở, là thượng nguyên sắp sửa tái lập, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, là Đức thầy cho biết là thầy lần này là 5 lần chuyển kiếp, mà lần này là thầy cho biết là lần chót không còn chuyển kiếp nữa, là cái này là lập hội Long Hoa sẽ gần đây không còn chuyển kiếp nữa. Lần thứ chót gọi là kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Như vậy là thầy chuyển kiếp lần này là lần chót, là sắp sửa lập thời thượng cổ và Long Hoa sắp sửa mở, không còn chuyển kiếp nghe quý cô bác đồng đạo. Vậy là kỳ này thầy cho biết là phải ráng quán lo tu mau mau cấp kiếp, nếu mà trễ thời kỳ là khó gặp đặng ta, tu mau kẻo trễ hỡi người ơi, Long hội chàng thi đã mở rồi, đạo đức trường tồn khi đổi kiếp, gian tà đào thải lúc thay đời, khá tu giúp ích cho nhân loại, mau dựng tình thương khắp mọi nơi, chiến chốt thuyền từ gần tách bến, chần chờ lỡ dịp ắt chơi dơi, thả thuyền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống, việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra cưới lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới, thì tuần đời cũng chống đổi thai. Kỳ này là đổi thai nhanh lắm nghe cô bác đồng đạo, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, cũng đừng nghỉ việc còn lâu, trước sau một khắc địa cầu rung rinh, ai mà biết đặng ngày mai. Từ cái câu này thầy đố đã cho ai biết đặng ngày mai không? Nếu mà cô bác đồng đạo chưa biết là ngày mai đó thì có dán lo tu đi, biết đâu cái số vô thường nó đến giờ nào phải không, hay là cái quả địa cầu mình không biết nó rung rinh giờ nào, trước sau một khắc địa cầu rung rinh. Vậy là chưa biết được ngày mai thì kỳ này phải dán lo tu, còn ai biết được ngày mai thì khỏi tu. Còn nếu ai mà thầy nói thầy cái câu này thầy nói đặc biệt, ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu. Vì vậy cho nên là lúc này là thầy ra đời để dục thúc rồi, chuông linh thú cứu ba hồi dục thúc, đờn lôi âm khởi điệu im tai, con lành duyên khá trở gót hài, điên quyết chí dắt người lắng tục. Kỳ này thầy ra đời là lần chót rồi, đò chiều chiến chót rồi có bác đồng đạo, tu mau kẻo trở hỡi người ơi, trần gian sụp đổ đến nơi đây rồi,
công danh phú quý cuộc đời là tuồng mộng ảo giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng càng thâu cho lắm lại càng khổ thân, rồi khi tách biệt dương trần hai bàn tay trắng giữ phần nào đâu, chi bằng thức tỉnh tu mau kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn. Mau mau lẹ bước xuống thòn đò chiều chuyến chót rước toàn người tu. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đạo Phật. Và phần luận giải chia sẻ đạo đức đến đây chúng tôi xin kết thúc. Nam mô A Di Đà Phật.